chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay một bộ đồ chơi. Là bộ đồ chơi nhé. Bí mật, bộ chơi gì? Bộ đồ chơi bí mật đấy. Bèn bèn bèn. Đây là bộ đồ chơi. Các bạn biết là gì không? Đây là bộ đồ chơi. Ô tô chở ô tô nhỏ để đi thi đua đấy. Xe dừng nằm hạng xe 2 tầng. Các bạn vào chơi nhé. Thank you.
lòng các bạn ở video của mình là sao nhé. Bye bye.